Đây chắc là lần bất công nhất của anh hai. Bị đánh mà vẫn không biết tại sao. Quê tôi có một phong tục, nếu trong làng có người thân mất, mọi người sẽ đi viếng vào nửa đêm. Hôm đó có vẻ như trời cũng buồn, rất nhiều mây nên mặt trăng đã bị che khuất. Vùng nông thôn sẽ hay bị cắt điện vào đêm. Thắp một ngọn nến, dưới ánh nến mờ, người lớn sẽ giết thời gian bằng cách chơi ném đá. Trẻ con không có gì để chơi nên cũng đứng đó xem. Căn phòng nhỏ đầy người. Lúc này, mũ của anh hai vô tình bị rơi xuống. Vì lúc đó trời rất tối, anh vội vàng bước xuống và tìm kiếm nó. Lúc đó mọi người đang chơi bắt đá vui vẻ, không để ý đến anh hai. Anh hai lấy tay khua xung quanh, cuối cùng đã tìm thấy, nhưng nó là chiếc mũ của người mới chết. Lúc đó không thể rõ nên cứ đội lên. Vì đông người nên anh hai không thể đứng lên, nên anh hai dùng tay kéo quần người bên cạnh. Ngay lúc này có người nói, anh kéo quần tôi làm gì? Người khác thì lại nói, ai kéo quần anh làm gì? Anh hai sợ quá rụt tay lại, định bò phía bên dưới đến một nơi không có ai. Lúc anh hai bò, chạm hết chân người này, chạm vào chân người kia, mọi người đều nói có cái gì đó chạm vào chân mình. Trong một môi trường tối tăm như vậy, bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ. Những người chơi bắt đầu dừng lại, trở nên im lặng lạ thường. Anh hai cuối cùng cũng bò ra. Thật trùng hợp, anh ấy tình cờ đến bên quan tài. Anh hai chợt đứng dậy và thở dài. Hơi thở của anh ấy, trong một bầu không khí như vậy, được phóng đại vô hạn. Mọi người liền nhìn qua đó. Lúc đó, anh hai còn tương đối trắng. Hình ảnh một người trắng bạch đội chiếc mũ của người chết, đột nhiên xuất hiện từ bên cạnh quan tài. Đã thế còn thở dài. Tất cả những yếu tố này khi gộp lại, khiến mọi người sợ hãi ngay lập tức. Không biết ai đã la lên, có ma kìa. Căn phòng đột nhiên trở nên hỗn loạn, mọi người toán loạn chạy ra ngoài hết. Anh hai lúc này chưa hiểu chuyện gì, vô cùng hoảng sợ. Thấy mọi người hét lên có ma và chạy, không cần biết, vội chạy theo mọi người. Đã thế còn hét lên, đợi tôi với. Mọi người thấy vậy thì chạy nhanh hơn. Anh hai cũng hoảng hốt, truy đuổi sát nút, sợ bị bỏ lại. Trời thì tối tăm, không thể nhìn rõ. Vừa chạy được khoảng 200 mét, cuối cùng mọi người cũng đã kiệt sức, dừng lại thở hổn hển. Lúc này, mặt trăng cũng đã xuất hiện. Khi có ánh sáng, mọi người mới nhìn được rõ, đó hoàn toàn không phải là ma, mà là anh hai. Tối hôm đó, suýt chút nữa thì làng tôi có thêm một cái đám ma. Mấu chốt là anh hai vẫn bối rối không hiểu, mình đã làm gì sai để bị đánh như vậy. Sau này, mới nghe người lớn kể lại sự việc hôm đó. Đây có lẽ là khoảng thời gian đau khổ nhất của anh hai.